Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders, tải ngay trên Google Play và App Store. Việc U23 Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á hồi đầu năm 2022 cũng không khiến cho người hâm mộ vơi đi nỗi lo tại SEA Games 31. Đặc biệt là thành tích 2 thua 1 hòa và không ghi được bàn thắng nào tại Dubai Cup hồi cuối tháng 3. Nếu như thế hệ của Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu đã là trụ cột tại V-League trước khi mang về huy chương vàng lịch sử năm 2019, thì trái lại, đa phần các cầu thủ thuộc lứa U23 hiện nay đều chưa thể tìm được vị trí chính thức tại câu lạc bộ. Vì vậy, vai trò của Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh, ba cầu thủ quá tuổi được bổ sung ở SEA Games này là cực kỳ quan trọng. Đang là đội trưởng của đội tuyển U23 tham dự SEA Games thì mình cũng như Hoàng Đức và Tiến Linh, cũng như là một số cầu thủ như là Toản thì đã có kinh nghiệm tham dự SEA Games trước. Nên là các cầu thủ này sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn mới lên, đặc biệt là rất nhiều cầu thủ trẻ tham dự lần này thì đây là lần đầu tiên họ tham gia SEA Games và việc thích ứng với thời tiết cũng như là cái lịch thi đấu dày đặc tại SEA Games sẽ là một điều đặc biệt mà các cầu thủ sẽ cố gắng hỗ trợ nhau và hy vọng là sẽ có một cái mùa giải thành công. Không chỉ đóng vai trò thủ lĩnh về tinh thần, ba cầu thủ quá tuổi còn là những quân bài chiến thuật quan trọng của huấn luyện viên Park Hang-seo tại SEA Games sắp tới. Nếu như Tiến Linh sẽ gánh trọng trách săn bàn thì Hùng Dũng và Hoàng Đức sẽ là những nhạc trưởng ở tuyến giữa của U23 Việt Nam trong cả thế trận tấn công và phòng ngự. Không quá khi nói rằng sự có mặt của ba cái tên này đã giải những bài toán khó về nhân sự cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Đỗ Hùng Dũng, Hoàng Đức hay Tiến Linh là những cầu thủ có năng lực đã được kiểm chứng. Họ cũng là miếng ghép bổ sung cho các vị trí còn yếu của U23 Việt Nam. Thực tế ba cầu thủ quá tuổi đã có được sự ăn ý, sự hòa hợp rất tốt với toàn đội. Không chỉ về năng lực mà họ còn là những người có phẩm chất rất tốt để dẫn dắt các cầu thủ trẻ và toàn đội. SEA Games thì có lịch thi đấu dày đặc hơn và mọi sự chuẩn bị nó cũng gấp rút hơn so với AFF. Thì bản thân mình vẫn phải luôn chú trọng đầu tiên đó là thể lực và sau đó là việc gắn kết các lối chơi, vì các cầu thủ tại SEA Games thì mới tập trung với nhau cũng chưa ra nhiều, đặc biệt là các cầu thủ lớn tuổi cũng mới xuống được, cũng chỉ tập trung với nhau khoảng 2-3 tuần. Vậy nên thì mọi người cần phải làm việc chăm chỉ và cố gắng đốc thúc các tinh thần sẽ tốt hơn. Trên hành trình giành huy chương vàng năm 2019 tại Philippines, Đỗ Hùng Dũng cũng chính là đội trưởng và đóng vai trò thủ lĩnh. Còn Hoàng Đức và Tiến Linh khi ấy chỉ là những gương mặt trẻ mới nổi. Sau 3 năm, họ đã trưởng thành hơn về tuổi đời, kinh nghiệm, nhưng chắc chắn điều đó sẽ không làm giảm đi khát khao chiến thắng. Bởi ai cũng muốn được một lần giành huy chương vàng SEA Games trên sân nhà Việt Nam. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.